Thằng nào có tiền cũng chưa chắc đã nên mua thử cái đùi gà này. Mai sale ok thấy có đùi gà này, đùi gà ăn sẵn trừ 43.000, chắc là sinh viên thì không nên ăn. Hạn sử dụng sẽ là khoảng 10 ngày. Đầu tiên thì mình sẽ phải bóc cái đùi gà này ra trước. Uầy, chặt lắm. Đây là quảng cáo, đây là thực tế. Bên trong này sẽ có nước này, nhìn như kiểu là món thịt đông lạnh nhỉ. Nó sẽ có cái nước nước bên trong này. Nếu mà ăn liền thì hơi khó xé. Cái hộp này nó sẽ là kiểu nhựa chứ không phải là bạc hay thiếc. Vừa có đùi gà vừa có sốt luôn nha. Mọi người sẽ bất ngờ lắm đấy. Thứ nhất là cái hộp ở bên ngoài này nó không phải là bằng thiếc hay bằng bạc ấy, thì kiểu mình quay trong nhiệt độ cao nó sẽ lẫn với cái phần đồ ăn, nó sẽ bị đập. Cái thứ hai là nó sẽ bị mùi, và cái thứ ba là nó sẽ bị méo móp như này, rất xấu đúng không? Nhìn thế nào thì nhìn mình vẫn thấy không thể bằng trên bìa quảng cáo được. Nó vị ngon nha. Mình hơi chê về ngoại hình nhưng mà vị thì khá là ngon. Nó là cái vị teriyaki ấy, kiểu như là hơi xì dầu một xíu ấy. Ngon nha, vừa vặn. Cái này ăn với cơm cũng vừa mà ăn không được. Chất mềm. Nghĩa là cái phần thịt này nó sẽ không cho mình cảm giác tươi. Đương nhiên là như thế rồi. Nhưng mà cái phần thịt nó lại không bị quá cứng. Phần thịt nó khá là mềm. Đặc biệt là cái phần da này nó mềm xìu như kiểu là da vịt luộc ấy. Chê lên chê xuống cái ngoại hình thì bên trong nó ngon. Bỏ đi tất cả được. Ăn không thì nó cũng không khiến cho mọi người có cảm giác mặn. Nhưng nếu như là mình thì mình sẽ hơi thèm thêm một tí cơm nữa. Vị lắm ngon. Cái phần xương nó cũng khá là tươi ấy, nó không kiểu bị màu đen. Nhưng mà cái lúc mà mọi người ăn mọi người đỡ cảm thấy nó ghê. Mặc dù nó là đồ đông lạnh. Ngon.